Tao ghét chó mèo lắm, nên là mày đừng có mang về đây. Đấy là câu nói của mẹ em hơn một chục năm nay, từ cái thời mà em nuôi con mật bố cho đến tận bây giờ. Cơ thế mà không hiểu tại làm sao mà thằng Cass nó có cái năng lực gì mà bây giờ nó có thể biến mẹ em từ một cái người mà ghét chó ghét mèo bây giờ thành ra cười phớ lớ, rất là vui vẻ như thế kia. Chuyện là em mới sinh em bé nên là mẹ em có bay từ Hà Nội vào trong này để phụ giúp em chăm em bé, chứ không một mình em thì sợ là kiểu như là không có chăm nổi ấy. Thế là gặp thằng Cass, mà với tính cách của mẹ em từ trước đến giờ á thì ôi rồi ôi, con Cass đi ra khỏi nhà luôn. Tại vì là các cụ ở thế hệ trước ấy thì thường thường là không có thích chó mèo đâu, kiểu tâm lý vẫn là người còn chẳng có mà ăn ấy, tự dưng bây giờ chăm chó chăm mèo. Xong rồi ngày xưa các cụ vất vả, các cụ khổ quá thời chiến tranh mà, nên là bây giờ nhìn thấy con cháu cứ chăm chó chăm mèo nhìn như nhiều khi cũng ngứa mắt ấy. Cơ thế mà bây giờ làm gà cho Cass ăn, ức gà, xong rồi trứng hột vịt lộn các thứ, mà còn cẩn thận cho dầu cá vào cơ. Tại vì em cũng hướng dẫn bà là dầu cá nó rất tốt cho bọn chó mèo, mà hơn nữa nhà có thằng bé con vừa mới sinh ra thì là phải hạn chế cái việc rụng lông của chó mèo, nên cho ăn dầu cá là hoàn toàn đúng đắn rồi. Thế là bà cũng làm theo, mà căn bản các bà đã chăm thì lại còn khéo hơn bọn em rất nhiều. Thế là con Cass cứ một ngày 2 bữa gà, 2 bữa trứng vịt lộn, cộng thêm với lại là 1 bữa sữa chua nữa, tổng 5 bữa trong ngày. Bây giờ thằng Cass nó còn được ngồi ăn chung mâm cơ. Ngày xưa là không bao giờ có cái chuyện này luôn, một phát là sút ra ngoài luôn. Thế mà Cass ơi, con có năng lực gì mà con lại có thể là thay đổi cái tình diện thế này hả con? Mà còn đỉnh cao nhất ở một chỗ là hiện tại bây giờ nhá, thằng Cass mỗi khi mà nó lại gần em bé ấy, là mẹ em cũng không có thái độ gì đâu. Ý là cũng không có gọi là quá gay gắt như ngày xưa đâu, chứ như ngày xưa thì nó là một cái việc kinh thiên động địa, nó là một cái việc mà long trời lở đất lắm luôn ấy. Nên thành ra bây giờ thằng Cass nó đã chính thức có một cái chỗ đứng ở trong gia đình. Nó đã được tất cả các thành viên ở trong gia đình chấp nhận, hoành tráng. Thực sự đấy là một bước gọi là nhảy vọt. Cũng có thể là tính cách của thằng Cass nó quá là quấn người đi, lúc nào nó cũng xà vào người ấy, kiểu nó quấn đến mức độ mà mình cảm giác mình thấy thương ấy, chứ nó không có sang chảnh như mấy con mèo khác cứ lơ ấy. Nên thành ra người ta có muốn ghét nó thì cũng khó, kiểu nhìn nó như thế ai mà nỡ ghét nó, đúng không? Với một phần mẹ em cũng bị sốc ấy, bị sốc tại vì là không nghĩ là con Cass nó lại có thể kiếm tiền được luôn ấy. Thật, trong suy nghĩ của các cụ không bao giờ nghĩ là chó mèo nó có thể kiếm ra tiền được đâu. Có thế mà thằng Cass nhà em nó kiếm được ra thật, đấy là sự thật luôn ấy. Nên thành ra là bây giờ bà cũng đang có cái nhìn gọi là khác về nó luôn ấy. Nó đã không còn là một con mèo vô tri trong mắt các cụ nữa rồi. Thôi, dù là gì, lý do gì đi chăng nữa thì cục diện nó cũng đã thay đổi, thế là tốt rồi. Con ạ, giờ cháu Cass ngồi ăn cơm với gia đình nhá.